mà là gì? Phủ kênh, đi phủ kênh. Đó. Phủ kênh xong bắt đầu quảng cáo, hoặc là vừa phủ đến đâu quảng cáo đến đấy. Sài Gòn, tập trung quánh Sài Gòn, phủ. Xong đó là các tỉnh. Nói chung ấy, thời tiết bây giờ càng ngày càng nắng nóng, cho nên ấy, cái đồ uống ấy mà nó mát mát, nó bổ sung vitamin, năng lượng, rồi thì nó tốt cho sức khỏe, là những yếu tố rất là tốt để mà bán lâu dài. Đấy. Yếu tố sức khỏe ở đây thì mình cũng phải tính đến cả cái hương vị, rồi thì giảm tiểu đường, giảm đường, giảm gút ghiếc đi. Đấy. Bây giờ những cái khách hàng mà trung tuổi, ngoài 30 và có thu nhập cao là họ rất quan tâm đến sức khỏe. Họ không ăn uống bừa bãi đâu. Không ăn uống bừa bãi là đừng hòng mà kim tan bật mời thầy mà thầy uống, đừng hòng. Không uống luôn. Ok, đấy là sơ sơ cho các bạn hiểu thế nào là 4P đúng không? Tiếp tục là 5P thứ 5 là people, là con người đúng không ạ? Đấy, chúng ta tuyển dụng như nào, đào tạo như nào, phát triển nhân sự như nào, tuyển sale online, sale offline như thế nào, chúng ta định đi kênh ra sao, chiến lược của chúng ta định đánh là gì. Ok, thì tất cả những cái thứ đấy chúng ta phải có người làm. Thì cái phần này sau này anh giám đốc có thể sẽ trao đổi thêm với thầy trong những chương trình sau, thì thầy sẽ cố vấn thêm cho công ty cũng như là ban lãnh đạo, để ban lãnh đạo hình dung ra cách làm. Bởi vì công ty là có hai sản phẩm, và hai sản phẩm này thầy tôi cho rằng là tương đối khác nhau. Tương đối khác nhau, một cái là hàng Hàn Quốc nhập về giá toàn tiền triệu, một cái là sản xuất trong nước, là đồ uống, hàng tiêu dùng, hàng thiết yếu. Đấy. Tiếp tục, đấy là chữ P thứ 6 là quy trình. Mọi người làm việc là phải có quy trình. Đấy, quy trình giảm là làm gì? Về mặt bản chất của quy trình là làm giảm chi phí trong dài hạn và làm đồng nhất chất lượng, đồng nhất cái thương hiệu, đồng nhất cái dịch vụ giữa các bộ phận, giữa các phòng ban, giữa các cái khu vực tỉnh thành. Đấy là cái quy trình. Và công ty nên tạo ra rất nhiều các quy trình khác nhau. Sale có quy trình của sale, marketing có quy trình của marketing, kế toán có, sản xuất có. Ok, thì cái yếu tố đấy là Kotler đưa vào, nó gọi là process. Và về mặt bản chất là process là giúp là đảm bảo chất lượng và giảm chi phí. Người Nhật người ta rất là nặng nề về cái quy trình. Người Nhật người ta rất nặng nề và người ta liên tục là làm thế nào để tối ưu hóa quy trình nhanh nhất, ngắn nhất, tiết kiệm thời gian nhất, mức độ sai sót thấp nhất, kiểu như vậy. Đấy. Rồi, đấy là mình nói sơ bộ về marketing 4P cho 7P cho các bạn. Thế còn tiếp tục những cái mô hình tiếp theo, những cái chữ P tiếp theo mà hiện nay chúng ta đang quan tâm, đúng không ạ? Chúng ta đang quan tâm đến liên quan đến marketing. Phần này rất là dài nên tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Các bạn có thể đọc thêm các cái tài liệu này. Riêng cái slide này là dài 180 trang. Cái chữ P thứ 7 người ta gọi là physical evidence, tức là các cái minh chứng, đúng không? Chúng ta đưa ra các minh chứng để bảo chứng cho thương hiệu, bảo chứng cho chất lượng. Ví dụ như nhà máy đạt chuẩn ISO gì đấy, người ta phải khoe ra. Thương hiệu đạt chứng chỉ quốc tế gì đấy, phải khoe ra. Đấy. Rồi để được những công thức gì, đúng không? Được những công thức gì của những công thức đấy, là chứng nhận của cái hãng gì. Đấy, kiểu như vậy. Sau này thì người ta bổ sung thêm những cái chữ P khác vào mô hình này. Ví dụ như là performance. Thì hiện nay rất nhiều các đơn vị người ta hướng tới yếu tố là hiệu quả trong marketing. Làm sao để hiệu quả hơn, lựa chọn kênh như nào phù hợp hơn,
rồi thì thiết lập KPI nhân sự như thế nào để tốt hơn, vân vân. Và rất nhiều đơn vị họ cũng không cần xây dựng thương hiệu, họ chỉ cần chạy ra đơn, có đơn và có doanh thu là được. Thì cái dạng như vậy người ta gọi nó là marketing performance, tức là chạy lấy hiệu quả, chạy lấy data. Và chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những cái yếu tố để đo lường. Ví dụ như website thì truy cập như nào, Facebook thì truy cập như thế nào, video YouTube thì view như thế nào. Đấy. Đây là ví dụ như là những cái việc mà marketing one to one, đúng không ạ? Gọi là cái chữ P số 9 người ta gọi là personalization, tức là marketing cá nhân hóa. Thì nhờ có online cho nên là chúng ta sẽ marketing cá nhân hóa được. Và trong ngành đồ uống của chúng ta ấy, có một cái marketing personalization rất là kinh điển, đấy là tag name. Đấy. Cách đây vài năm Coca-Cola đã tung ra chiến lược là in tên của tên những cái người tên phổ biến lên trên lon chai của họ, và chiến dịch này khá là thành công, khá là thành công. Đây chính là những cách làm mới sản phẩm, và đây cũng chính là cách làm mới cái hoạt động truyền thông thôi. Và tôi nghĩ rằng là một hãng như Kim Tan hoàn toàn có thể bắt chước cái mô hình này, hoàn toàn có thể bắt chước cái concept này. Không phải vì là mình làm sau mà mình nghĩ rằng là không có hiệu quả, mà vấn đề là mình thấy là nếu như nó phù hợp chúng ta vẫn có thể sử dụng. Và thậm chí là đôi khi chúng ta bị coi là ăn cắp, bị coi là đi sau học hỏi, báo chí nó lại đào bới ta lên, có khi ta lại ngon, đúng không? Ta lại ngon, cứ thằng nói thật nha, cứ thằng Coca làm gì ta làm y chang nó, làm ngay và luôn, thế là ta có khi lại ngon. Cái mọi người có nhớ thằng Ovaltine với lại thằng Nestle không ạ? Có nhớ cái chiến dịch đấy không ạ? Cái thằng thằng Ovaltine này, cái thằng mà có logo màu đỏ, thì con phải trở thành nhà vô địch, đúng không ạ? Con phải học giỏi nhất, đúng không? Thế thì cái thằng bên cạnh là thằng màu xanh thì nó, thằng màu đỏ treo biển ở đâu, thằng màu xanh thuê đối diện luôn. Con không cần phải trở thành nhà vô địch, con chỉ cần là chính con. Chiến dịch thế rất là thành công. Thằng kia là con không cần phải học giỏi nhất lớp, con chỉ cần học những môn con yêu thích và trở thành công dân tốt. Thế thì mẹ nào mà thích con học giỏi nhất thì mẹ sẽ yêu thằng đỏ, mẹ nào thích con là chính con thì sẽ yêu thằng xanh, đúng không? Đấy, thực ra nó chỉ là quan điểm về marketing thôi, chứ nó không nói là thằng nào đúng, thằng nào sai. Và thằng đỏ nó làm như thế, thằng xanh treo lên, thế là báo chí nhảy vào PR cho cả hai thằng. Và những cái đơn vị nhỏ như mình nên dùng những bài như thế, đúng không? Tại sao phải uống Coca trong khi nước sâm ngon thế này? Con đen đánh thẳng vả thẳng mặt thằng kia, sợ gì? Cái này người ta gọi là marketing personalization, là marketing cá nhân hóa, thì có thể được thể hiện thông qua những cái thông điệp này, thông qua việc thiết kế bao bì nhãn mác này, rồi thiết kế bao bì nhãn mác theo chủ đề, chủ điểm này. Ví dụ nhá, ví dụ bây giờ đang Covid như này, Kim Tan có thể thiết kế một cái bộ bao bì mới giống như là cổ vũ Covid đấy, vẽ hình thành phố, những cái nét ấy, thành phố mà nhìn dưới dạng icon ấy, là những cái tòa nhà, sau đấy là các chiến binh áo trắng đấy, đeo khẩu trang này nọ đấy, xong bổ sung thêm nhiều vitamin khoáng chất vào, chạy chương trình là đấy, Kim Tan đồng hành rồi nọ chai, tôi đảm bảo là sẽ thắng, tôi đảm bảo là sẽ thắng. Thực ra những cái chất liệu về marketing ấy nó có đầy ra đấy, chẳng qua các bạn không chịu bê nó vào cái sản phẩm của mình đấy chứ. Nói thật là tôi cũng vừa mới ngồi nghĩ chiều nay tối nay xem dạy các bạn cái gì đấy. Tôi cũng có đủ thời gian để nghĩ nhiều hơn đâu, nhưng mà vì là bao nhiêu năm đi làm, tôi quan sát, tôi đọc sách, tôi tích lũy, tôi đi làm, tôi
viết sách này nó trong đầu nó cứ thế nó tuôn ra thôi. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái gợi ý rất là tốt cho công ty có thể làm thời điểm này. Bao bì các tông, bao bì in ấn làm khác đi, vẽ một cái bộ concept mới, định giá cao lên, xong đó giảm thật sâu xuống, cho thêm những cái cho thêm công thức mà có những cái chất khoáng chất bổ sung vào để người ta có thể tỉnh táo, người ta có thể khỏe khoắn. Đấy, sau đó là bán một 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 lượng, lấy cái tiền cứ mỗi một lon bán ra là được 500 đồng, 1.000 đồng làm quỹ quỹ đấy, xong nó lại dùng nước đấy gửi đến cho đội bác sĩ tuyến đầu đấy. Thế thì cứ như thế là hôm sau rầm rập truyền thông nó đưa tin cho mình là ngon. Bây giờ cái nước này bác sĩ còn uống cơ mà, tốt thế cơ mà, mình uống thì làm sao mà không tốt. Tiếp tục nha. Đấy, rồi tiếp tục là planning, cái chữ P thứ 10 tôi gọi là planning, tức là chúng ta phải lập kế hoạch rất là chi tiết và mô tả rất là chi tiết những công việc cần làm, những cái nhiệm vụ chúng ta cần làm. Thì cái việc lập kế hoạch này là tôi cũng sẽ có một buổi tôi hướng dẫn cho các bạn. Đấy, các cái doanh nghiệp chúng ta cần phải có kế hoạch này, của công ty, phòng ban phải có kế hoạch của phòng ban, cá nhân phải có kế hoạch của cá nhân, và tất cả những điều đấy nó khớp với mục tiêu, khớp với các điều kiện hỗ trợ, và đặc biệt là phải khớp với điều kiện hoàn cảnh của chúng ta. Tiếp tục nữa là chúng ta sẽ thấy là có một cái chữ P nữa là partners, tức là các cái đối tác của marketing. Cái đối tác ví dụ bây giờ là có một cái cách mà VinFast họ họ làm thương hiệu đấy, là họ sử dụng các cái đối tác rất là mạnh như là BMW rồi là đơn vị thiết kế của Ý rồi vân vân. Thế thì sản phẩm của chúng ta nên có những đối tác bảo chứng về chất lượng, có những đối tác về hỗ trợ về chuyên môn. Tất nhiên là những cái đối tác như vậy thì họ đều cần tiền, mà chúng ta thì đang không có tiền, đúng không? Ví dụ như là chúng ta có thể đồng hành cùng với bóng đá Việt Nam, hay là đồng hành cùng với bác gọi hiệp hội bác sĩ hay là cái gì gì đấy, nhưng mà tôi nghĩ là tất cả những cái loại đồng hành đều khá là tốn tiền. Hay thầy Phan Anh đi ra ngoài thì thầy hay khoe là thầy làm Facebook marketing partner, hay làm Google marketing partner, hay làm cái hãng một cái đơn một cái chứng chỉ gì đó của thầy Phan Anh đạt được tại Facebook hay tại Google để làm gì? Để tăng cái uy tín của mình lên, đúng không? Đấy, để tăng cái đối tác, tăng cái uy tín của mình lên đấy. Thì đây là những cái đối tác mà rất là mạnh của VinFast, thì các bạn có thể tham khảo những cách như vậy. Đó. Và tiếp theo đó là cái thuật ngữ về PR. Thuật ngữ về PR nó gọi là public relations, hay còn gọi là quan hệ công chúng. Thế thì cái nội dung về PR thì mọi người rất là hay nhầm với marketing. Thực chất thì PR nó có 5 cái mô hình. Nó có thể là marketing là một phần của PR. PR là một phần của marketing. Marketing và PR là giao nhau. Marketing và PR là không giao nhau. Tức là những cái khái niệm hoàn toàn độc lập. Ở đây tôi khẳng định, tôi có thể hỏi luôn ở đây các bạn là hầu hết mọi người sẽ không không phân biệt được PR với lại quảng cáo, với lại marketing, các bạn sẽ không phân biệt được. Ví dụ như là tôi viết một cái bài viết trên Facebook tôi khen về chính tôi. À, thì rất nhiều người vào cứ nói với tôi là thầy cứ PR về bản thân mình. Thì cái cách người ta sử dụng ngôn từ như thế là hoàn toàn sai. Dân có nghề như chúng ta là không bao giờ dùng từ như vậy. Tại vì thuật ngữ PR nó không giải thích như vậy, nó gọi là quan hệ công chúng mà. Nó gồm những cái hoạt động gì? Tôi tự viết về chính tôi thì người ta gọi đấy là quảng cáo. Advertising, advertisement. Chứ người ta không gọi nó là public relation. Nên là đừng bao giờ vào và nói là thầy cứ PR về bản thân mình. Không hiểu được PR là gì.
PR. OK nha. Đấy, đây này, advertising không đúng. Thế thì theo cái hiệp hội Hoa Kỳ, hiệp hội PR Hoa Kỳ, đấy, họ định nghĩa là PR cũng là một quá trình truyền thông mang tính chiến lược nhằm xây dựng mối quan hệ và để đem lại lợi ích cho hai bên là các tổ chức và cộng đồng của tổ chức đó. Tất nhiên ta không học thuộc lý thuyết để đi thi, ta cần hiểu những cái bản chất của PR. Đây là PR nó gồm những cái hoạt động gì? Thì thứ nhất là media relations, tức là quan hệ với báo chí. Ví dụ ngày mai mà công ty ra mắt sản phẩm mới, thế là bạn bạn phụ trách mảng truyền thông của công ty sẽ gọi điện cho một loạt phóng viên đến, họ ngồi dưới họ chụp ảnh, họ quay phim, họ ngày mai họ viết thông cáo báo chí là công ty vừa ký hợp đồng với Park Hang-seo để mà làm đại sứ thương hiệu đấy. Hay là công ty vừa ký hợp đồng với một cầu thủ bóng đá để làm đại sứ thương hiệu, sau đó là truyền thông lên, thì đấy chính là media relations, quan hệ với báo chí. Báo chí nó không đánh mình khi mình làm sai, báo chí nó khen mình khi mình làm tốt, đúng không ạ? Vâng, đấy cũng là cái nghiệp vụ mà sau này chúng ta sẽ học về xử lý khủng hoảng truyền thông đó. Chúng ta cũng học về xử lý khủng hoảng truyền thông. Cái nghiệp vụ số 2 là corporate communication, tức là truyền thông ngoại bộ. Rồi, cái này là truyền thông ra bên ngoài, hầu hết mọi người thường thường hiểu nó chính là cái phần promotion trong marketing, quảng bá, quảng cáo, đúng không? Truyền thông ra bên ngoài là làm gì? Đấy, tôi biết là công ty tôi có bao nhiêu nhân sự, năng lực nhà máy sản xuất như thế nào, nhà máy sử dụng công nghệ gì, nhà máy đạt những chứng nhận gì, chứng nhận ISO 1900 bao nhiêu đấy, hay là ISO 16000, đúng không ạ? Rồi thì ISO 8000, cái gì gì đấy, tôi thấy là có rất nhiều những cái đạt như vậy, thì cần phải truyền thông cho khách hàng biết, truyền thông về sản phẩm, thậm chí là truyền thông về toàn bộ quá trình sản xuất. Ví dụ như là hãng hãng Coca-Cola nó có một cái series rất là hay, các bạn làm marketing các bạn hoàn toàn có thể học nha, học thầy rồi thì sau này sẽ rút ra một kinh nghiệm là cứ hãng lớn nó làm đồ uống ấy, nó làm gì làm theo nó. Vì sao? Vì bọn nó toàn học Harvard về, nó ngồi đấy làm rồi, bọn nó siêu hơn mình. Hãng McDonald này, hãng Coca đều làm cái series là your question và my answer. Đấy, câu hỏi của bạn nhưng câu trả lời của chúng tôi. Đấy, rất là hay. Đấy, thế thì ví dụ nhá, khách nó hỏi là cái món này làm như thế nào. Thế thì bắt đầu là nó quay lại toàn bộ quá trình sản xuất, nó đưa lên. Thế là lượt view rất là cao. Và như vậy thì khách hàng xem cái video đấy, khách hàng lại càng tin cậy là ồ, bọn này sản xuất như thế rất là ngon, rất là an toàn, rất là đảm bảo. Đấy là lý do tại sao mà ông Tân Hiệp Phát, ông nó phải mở nhà máy, ông nó phải đưa báo chí, đưa truyền hình vào để chứng minh rằng là dây chuyền của ông không thể ruồi vào được, đúng không? Ông nỗ lực để ông chứng minh rằng cái con ruồi đấy có thể là ông ấy bị hại hay như nào đấy không biết. Tất cả những cái điều đấy gọi là truyền thông ngoại bộ. Thì bộ phận PR hay là bộ phận marketing hay là bộ phận media tùy công ty họ đặt như nào, hay là phòng truyền thông, OK sẽ làm việc này, chăm sóc khách hàng, chăm sóc cổ đông, rồi thì các cái đơn vị cơ quan nhà nước thì nó gọi là investor relations hoặc là financial relations, quan hệ với các nhà đầu tư, các cổ đông, các tổ chức tài chính, các cơ quan chính sách, ví dụ như thuế. Bây giờ đến công ty mình làm việc thì làm việc với ai? Thì đây sẽ có bộ phận chính là
financial relation, chứ không phải làm việc với ông giám đốc. Đấy là cách của bọn Tây nó làm, chứ còn ta bé xíu thì ta làm hết. Rồi, crisis management tức là quản trị rủi ro truyền thông thì cũng nằm trong hoạt động PR. Thì thực ra marketing họ cũng làm, marketing họ cũng làm, đúng không? Họ cũng phải kiểm soát cái việc này. Brand publicity tức là công khai về chính sách thương hiệu. Ví dụ như chúng tôi cam kết là không làm việc xấu, chúng tôi giữ vững thế này, chúng tôi giữ vững khác, chúng tôi lo lắng cho người lao động, chúng tôi lo lắng cho khách hàng, vân vân. Đấy, tất cả những cái điều đấy chúng ta phải công khai lên website, công khai trong sản phẩm hoặc là trên cái thân cái vỏ sản phẩm chúng ta in, chúng ta có thể viết những cái chính sách đấy vào, thay vì chỉ viết là công dụng về thời hạn sử dụng rồi thì gồm những cái thành phần nguyên liệu theo quy định. Đấy. Cái đồ uống kim tan này thì tôi nghĩ là nó cũng bị ảnh hưởng nhưng không nhiều. Nhưng mà cái bọn mà bán bia rượu bây giờ là thảm họa. Ảnh hưởng rất lớn. Hàng quán không mở được. Nghị định 100 thì không cho uống rượu bia. Ngoài đường thì không ai ra ngoài đường, không ai đi đâu. Doanh thu kinh khủng khiếp, sụt giảm. Rồi, tài trợ sự kiện. Đấy là gây quỹ vận động hành lang làm thay đổi chính sách công. Thì chắc chắn cái hoạt động này nó chính là hoạt động của PR. Nó không thể được coi là hoạt động của quảng cáo. Cho nên nên sử dụng thận trọng từ PR nha. Hết sức thận trọng. Ví dụ như một doanh nghiệp họ có thể trồng rừng, họ có thể nhận nuôi trẻ mồ côi, thì đây chính là phần về PR. Nó không được gọi là phần về quảng cáo được. Có thể các bạn không quá quan trọng về ngữ nghĩa, nhưng mà tôi muốn giải thích như vậy để cho các bạn nắm được.